Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tuyệt thế đường môn tập 166 anh em nhé. Nana cả giận nói, người có gan làm không có can đảm nhận ư? Vũ Hạo nhíu chặt lông mày, giọng nói là trở nên lạnh lùng. Ta làm cái gì? Phóng thích oán linh chính là người. Trong luận bàn hạ sát thủ với ta cũng là người. Bây giờ ngược lại người đến chất vấn ta, thật là nực cười, mời về. Ngươi, Nana còn muốn pha tắc nữa, thế nhưng cuối cùng vẫn phải nhẫn nại. Hàm răng khẽ cắn mùi xinh xắn. Ngươi cuối cùng muốn ta làm gì? Ta có thể cảm nhận được oán linh của ta phóng ra bị ngươi giam cầm. Ngươi trả linh hồn cho ta. Vũ Hạo kinh ngạc, không ngờ phán đoán của nàng lại có thể sắc bén đến vậy. Nana tiếp tục nói, đừng có giả vờ là không phải người làm. Nếu lúc đó oán linh của ta bị tiêu tán hoặc là bị người hủy diệt, ta nhất định sẽ bị thương nặng. Nhưng đến giờ này ta vẫn không có việc gì, cơ thể đôi khi lại mất khống chế. Vậy thì tất nhiên là người đã làm gì đó với linh hồn của ta. Trả linh hồn cho ta. Vũ Hạo lạnh nhạt cười, hay cho dù ta làm, vì sao ta phải trả cho ngươi? Ngươi suýt nữa giết ta, dựa vào cái gì mà bắt ta phải làm cái này cái nọ? Ngươi, ta sẽ tố cáo ngươi với học viện. Nana phẫn nộ. Vũ Hạo đưa tay làm ra cái động tác chủ khách. Xin cứ tự nhiên, chỉ cần có người tin người là được. Mà ta nghĩ dù cho có người tin, người cũng làm gì có chứng cứ nào chứ. Linh hồn gì đó với hồn xưa mà nói quả thật là huyền diệu mơ hồ. Quả thật ngay cả phong hào đấu la cũng chưa dám vỗ ngực dám nói hiểu rõ linh hồn. Huống chi ai có khả năng kiểm tra linh hồn của ngươi, xem có ở trong người ta hay không chứ. Nana sắc mặt đại biến, nhìn thấy Vũ Hạo bình tĩnh vô tính, bèn chậm rãi đi ra cửa. Vũ Hạo trong lòng cười thầm, ban ngày dọa ta sợ tới mức lạnh người, bây giờ phải dọa cho cô nàng một phen, coi như xả giận. Có điều hắn đúng là vẫn mềm lòng, có lẽ sau khi thi đấu kết thúc cũng nên trả lại linh hồn cho nàng. Nana đi rất chậm, khi nàng đến cửa, đột nhiên ngừng lại, không bước ra ngoài mà một tay đóng cửa phòng lại. Này, ngươi muốn làm gì? Vũ Hạo giật mình đứng dậy, dù cho hắn đang rất mệt mỏi, thế nhưng hồn lực vẫn sung túc ở trạng thái tốt nhất. Hơn nữa oán linh của Nana vẫn còn bị hắn khống chế. Nana xoay người, hai hàng thanh lệ chảy dài trên má, thân thể thoáng run rẩy, bóng người chợt trở nên hư ảo một chút. Ngay sau đó, trang phục trên người nhẹ nhàng lặng lẽ rơi xuống, lộ ra một thân hình xích lóa xinh đẹp mềm mại. Vũ Hạo nháy mắt đó ngây dại sửng sốt. Ngươi... Vũ Hạo giật mình nhìn nàng chằm chằm, hiện ra trước mặt nàng một mỹ nữ mềm mại yếu đuối với thân hình hoàn mỹ, cực kỳ giống những phù điêu mỹ nhân được các điêu khắc gia tạc nên. Không thể ngờ, Nana về phương diện cơ thể khó ai sánh bằng, trên người không một vết sẹo, da thịt nõn nà bóng loáng, tuy không phải trắng như bông, thế nhưng nhìn rất là khỏe mạnh ngập tràn sức sống. Vòng eo mảnh khảnh rất là uyển chuyển, đường cong kéo dài vòng qua mông xuống bắp đùi. Vũ Hạo thấy rõ cặp mông tròn lẳng lặng lặng đầy xinh đẹp kia như hoa. Vũ Hạo thật sự không dám tiếp tục nhìn xuống. Hắn một thiếu niên 15 tuổi, đối với những việc nam nữ tình tình mê mê rất là tò mò. Hắn từng cảm nhận được cái vẻ đẹp nữ tính hoàn hảo trên người của Mã Tiểu Đào, nhưng năm đó cũng còn nhỏ lắm. Hai năm nay, hắn cũng đã đến tuổi dậy thì, phương diện sinh lý tự nhiên cũng phát triển không ít. Kinh hoàng chật vật xoay người, Vũ Hạo nói, ngươi mau mặc quần áo vào, làm như vậy còn xa cái bộ dạng gì nữa. Nana hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Vũ Hạo rồi nói, ta biết ngươi là thiên tài của học viện Sở Lê Khắc, ta không có vật gì quý giá đủ để chuộc lấy linh hồn của ta trở về, chỉ có thân thể trong trắng này, chưa từng bị nam nhân khác chạm vào. Chỉ cần ngươi đồng ý trả lại linh hồn cho ta, ta sẽ lấy thân báo đáp. Vũ Hạo vô cùng bất ngờ trước kết quả của sự việc này như vậy, nhất thời không biết nên khóc hay là lên cười nữa. Ngươi mặc quần áo, lập tức rời khỏi, sau khi giải đấu chấm dứt ta sẽ trả lại linh hồn cho ngươi. Vũ Hạo gian nan vội vàng nói, Nana sửng sốt một chút, nàng lúc này mới có phản ứng. Vũ Hạo đối với mình dường như rất là e thẹn, lại có dáng vẻ chật vật như thế. Còn đâu hình ảnh vạn chúng chú mục, tư thế ngạo nghễ coi người bằng vung, khiêu khích vạn người đối chiến, lại có thể chiến 30 trận liên tiếp bất bại. Bởi vì trong trận đấu Vũ Hạo biểu hiện quá cường thế, trong lòng các đệ tử nhiều người đã biến hắn thành thần tượng, thành mục tiêu phấn đấu. Trong mắt của họ, Vũ Hạo đã trở thành một cường giả, chẳng ai còn nghĩ hắn chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Gương mặt đỏ lựng, Nana vội vàng mặc quần áo vào. Vũ Hạo lúc này thực sự xấu hổ, hắn chỉ cảm thấy cái mũi của mình nóng hổi, dường như máu từ đầu đến tập trung chảy lên đó. Hơn nữa, hắn cũng không dám dùng tinh thần tham giác kiểm tra xem Nana mặc quần áo vào chưa. Dù sao nếu làm vậy, hình ảnh lập thể của Nana cũng sẽ hiện ra đầy đủ. Xong rồi, Nana nhẹ giọng nói. Vũ Hạo lúc này mới thở dài mừng rỡ, quay đầu khẽ thăm dò thỉnh thoảng một chút, biết nàng đã mặc quần áo lại đầy đủ. Lúc này mới xoay lại, gương mặt vẫn nóng ran, đặc biệt là cái mũi, máu cứ thản nhiên chảy ra. Vũ Hạo vội vàng lấy tay che lại, thế nhưng vẫn bị Nana thấy được. Ha ha ha, Nana nhất thời bật cười lớn. Ngươi đi nhanh đi, Vũ Hạo tức giận nói. Hắn đang cố gắng loại bỏ cái cảnh tượng vừa nãy ra khỏi đầu. Nana rõ ràng đã không còn tức giận như lúc mới tới. Ngươi thật sự chắc chắn trả linh hồn cho ta? Sao không phải là bây giờ mà phải đợi thi đấu kết thúc?
Vua Hạo nói, bởi vì ta phải bảo đảm ngươi 2 ngày tới sẽ không trở lại làm phiền ta, đi đi đi. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy mình trả lời lộn xộn. Nana lúc này ngắm hắn thật lâu rồi nói, hy vọng ngươi sẽ làm đúng như ngươi nói, dù sao ta cũng không có gì đền cho ngươi. Nếu ngươi đổi ý còn muốn thân thể của ta, cứ đến gặp ta nói một tiếng là được. Vua Hạo lúc này mặt đỏ rực, máu mũi không thể kiềm chế được mà phun ra. Rầm một tiếng, Vua Hạo chịu không nổi đẩy nàng ra ngoài, đóng sầm cửa lại, phi như bay vào toilet rửa mũi. Ngoài cửa phòng, Nana bật cười khoái trá. Thì ra muốn trị hắn lại chỉ cần biện pháp đơn giản thế. Xem ra bản thân lo lắng quá nhiều rồi. Một tên thiếu niên hồn nhiên ngây thơ như thế có thể phá hoại được cái gì đây? Đột nhiên thân thể mềm mại của nàng hơi chấn động. Hắn có thể giam cầm linh hồn của ta, vậy hắn không phải cũng có thể? Nghĩ đến đó, thân tình của Nana đột nhiên trở nên phấn khởi, xoay người lại gõ cửa. Tay giơ lên thế nhưng lại dừng giữa không trung. Nana hơi thở dồn dập thì thào lẩm bẩm, đừng gấp ta đừng gấp, đợi giải đấu kết thúc lại đến tìm hắn, hy vọng hắn thật sự có khả năng đó đi. Hai tay nắm chặt, hưng phấn trên mặt khó có thể che giấu. Vua Hạo ngồi ở trên giường ước chừng là nửa canh giờ mới xem như bình tĩnh lại mà tiếp nhận trạng thái nhập định. Trong lòng hoài nghi, cuối cùng là mình trừng phạt cô gái đó hay là bản thân mình bị người ta trừng phạt vậy? Sáng sớm ngày hôm sau, Vua Hạo từ trong minh tưởng tỉnh dậy, thân hoàn khí túc. Mở cửa sổ, không khí tươi mát phả vào gương mặt, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái chạy khắp người của Vua Hạo. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tinh thần hồn lực đều đã ở trạng thái tốt nhất. Hồn lực lưu chuyển, một tia bạch khí chậm rãi thoát ra, lại theo hơi thở thu về. Vua Hạo vui sướng phát hiện, bản thân tu luyện đêm qua thành quả thu được dường như tương đương đến 10 ngày thường. Xem ra áp lực đối với mình có chỗ tốt tu luyện thật lớn. Hôm nay áp lực sẽ lớn hơn nữa, vậy thì cứ đến đi. Linh mâu nở rộ kim quang, phương đông xa xôi, thái dương ló dạng, từ khí đông lại xuất hiện ở đường chân trời. Từ cực ma đồng tập trung hấp thu hiện ra ánh tím thâm thúy. Thí luyện trường không khác ngày hôm qua, chật kín như nêm không còn một chút chỗ trống. Thế nhưng so với hôm qua không khí huyền náo ồn ào, hôm nay có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Không ít đệ tử học viện Nhật Nguyệt đều mang một đôi mắt thâm đen như là con gấu trúc, cả đêm qua có lẽ không ngủ ngon cho lắm. Vua Hạo khiến bọn họ chấn động không ít, lần đầu tiên nhìn thấy một hồn sư đẳng cấp thấp hơn lại đè bẹp hồn đạo sư với phương thức dũng mãnh như thế. Lần đầu tiên bọn họ cảm nhận sự cường đại của hồn sư, cũng cảm nhận được tại sao học viện xử lý các xưa nay đều được xưng tụng là đệ nhất học viện đại lục, và cũng hiểu tại sao từ ngàn năm nay học viện Nhật Nguyệt lại luôn chỉ có thể về thế nhì. Hồn đạo khí ứng dụng rộng rãi là tiến bộ của thời đại của xã hội. Thế nhưng các chức nghiệp hồn sư này đã tồn tại nhiều vạn năm rồi. Hồn đạo khí muốn lấn át hồn sư trong phương diện chiến đấu có lẽ phải cần thêm một thời gian dài nữa. Ít nhất hiện tại hồn đạo sư vẫn chưa hoàn toàn làm được. Hôm nay những hồn đạo sư cấp 6 Minh Đức Đường sẽ xuất chiến. Cái tên hồn sư đại tử học viện xử lý các đã thắng liên tiếp 30 trận có thể tiếp tục không? Mạng lưới cá cược vẫn hoạt động như thường. Có điều chỉ còn một cửa duy nhất để đặt cược. Tỷ lệ cá cược vẫn là 5-1. Không có gì thay đổi, nhưng hiện tại những đệ tử học viện Nhật Nguyệt cũng không ai có dám chắc đặt lòng tin vào cửa này. Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần từ sáng sớm đã có mặt trên đài chủ tịch, thi đấu ngày hôm qua có ảnh hưởng sâu sắc đến lão. Vua Hạo năm nay 15 tuổi, đã có kinh nghiệm thực chiến phong phú như vậy, lão rất là chấn động. Mặc dù thực lực hồn tông của Vua Hạo so với lão không tính là gì, nhưng ở những kẻ đồng trang lứa, có ai so được với Vua Hạo đây? Ngay cả tôn tử tôn nữ của lão ở cái tuổi 15 này cũng không thể so sánh bằng. Có lẽ đối với Vua Hạo duy nhất chỉ có vấn đề là hồn lực tăng lên quá chậm chạp, việc này cũng phần nào an ủi Kính Hồng Trần một chút, nếu không mà nói, lão thật sự phải lo lắng đến tương lai. Không biết làm cách nào đối phó với tiểu tướng địch thủ nguy hiểm của viện Nhật Nguyệt, thậm chí là đế quốc. Trải qua vài ngày bố trí sắp xếp an bài, hóa giải những nguy cơ tiềm ẩn, việc Minh Đức Đường bị tập kích cuối cùng đã lắng xuống. Thế nhưng đồng thời cũng trói lão vào cùng chiến tuyến với thái tử. Hiện tại có lão ủng hộ, thái tử đã xem như là hoàng tử có ưu thế toàn diện. Hai vị hoàng tử cũng cạnh tranh ngai vị kia, đều trở nên lo lắng thân thần. Mà hoàng đế Nhật Nguyệt ngày càng yếu, không ai biết hắn có thể sống được bao lâu nữa. Hiện tại trong lòng Kính Hồng Trần chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nhanh chóng phục hồi vật thí nghiệm số 1. Bị trộm mất chỉ là một bán thành phẩm, mà ngoài trừ lão ra, không có ai khác biết mật mã điều khiển. Không có mật mã, nó cũng chỉ là một đống kim loại hiếm mà thôi. Tháo nó ra lấy kim loại thì cũng được một số tiền xa xỉ. Thế nhưng so với lấy được công nghệ bí mật cao nhất mình được đường thì lão an tâm hơn nhiều. Ánh sáng buổi sớm nhàn nhạt, Vua Hạo thản nhiên nhẹ nhàng ngày thứ hai bước vào thí luyện trường. Tâm tình ngày hôm nay càng thêm tĩnh lặng. Hắn cũng không lại bày ra thêm một hồi khiêu khích làm gì. Mục tiêu hôm nay đã khác. Vua Hạo muốn nhân những trận đấu luận bàn này để thăng hồn lực bản thân. Nếu đã không thể rời khỏi, vậy thì vững vàng kiên định ở lại, dùng 2 năm tới khiến bản thân càng trở nên cường đại hơn.
Ngày thi đấu ngày hôm qua, trong lòng của hắn vẫn giữ nguyên ý định hiển lộ ra càng ít thực lực càng tốt, tránh để đối phương khám phá ra quá nhiều. Nhưng sau một đêm tu luyện, ý định đó đã hoàn toàn tan biến. Vì hắn đã biết chỉ là toàn lực ứng phó, cái lợi trong chiến đấu mới đến càng nhiều hơn nữa. Thời điểm đấu hồn đại tái tiếp theo còn đến 2 năm rưỡi, không lẽ ở đây 2 năm bản thân không thể cường đại hơn, không thể có thêm nhiều năng lực kinh khủng lên sao? Huống chi phần lớn kỹ năng của bản thân không phải cứ nhìn là có thể hiểu rõ. Vì tăng cường thực lực, Vũ Hạo đã hạ quyết tâm hôm nay không cần giữ lại gì cả, phải toàn lực chiến đấu. Hơn nữa hắn rất là rõ ràng, hôm nay đối thủ hoàn toàn không thể so với những kẻ ngày hôm qua. Hồn đạo sư cấp 6 không phải chỉ đơn giản là cao hơn một cấp so với hồn đạo sư cấp 5, bọn họ đều là những cường giả đã và đang làm việc tại Minh Đức Đường. Đối với hồn đạo khí, phương diện thấu hiểu, chế tạo đều hoàn mỹ hơn, vượt xa những đệ tử bên ngoài này. Vũ Hạo cũng không biết hôm nay có thể chiến thắng mấy người, nhưng hắn quyết toàn lực ứng phó. Trong tay vẫn là Hiên Tử Vân, nhìn thấy Vũ Hạo vẫn chiến ý ngùn ngụt, Hiên Tử Vân bất giác cảm thấy hâm mộ trong lòng. Chưa lâu lắm, mấy năm trước bản thân cũng là một người trẻ tuổi, khi đó cũng là một thiên tài kinh thế hãi tục. Có điều dường như khi so sánh với Vũ Hạo, bản thân lại có vẻ thiếu đi một chút gì đó, thiếu nhuệ khí của hắn, cũng ít hơn hắn cái điểm tĩnh trong nhuệ khí. Đứa nhỏ này chỉ có 15 tuổi, nhưng sau khi nói chuyện với nó, lại có cảm giác đàm đạo với những nhân vật cùng thời. Sự trưởng thành của hắn đã phải trả giá như thế nào nhỉ? Vũ Hạo, tối ngày hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Hiên Tử Vân mỉm cười hỏi. Vũ Hạo đột nhiên hiện ra trong đầu thân thể của Nana, miễn cưỡng cười. Cũng không tệ cho lắm, Hiên Tử Vân nói. Vậy thì tốt, hôm nay ngay phải đối mặt với những đối thủ rất mạnh. Ngày hôm qua đường chủ và ta đã thương lượng, chúng ta quyết định cho phép người có thể sử dụng hồn đạo khí trong trận đấu. Dù sao người mới chỉ có tứ hoàn, nếu đối với người có hạn chế quá nhiều, vậy rất không công bằng. Cũng không phải phong cách học viện Nhật Nguyệt chúng ta, hôm nay có thể tận lực phát huy, bày ra toàn bộ năng lực của bản thân của người đi. Vũ Hạo hơi sửng sốt. Cho phép ta sử dụng hồn đạo khí, đường chủ rõ ràng muốn nhìn ta kết hợp với hồn đạo khí và vũ hồn bản thân ra sao phải không? Hiên Tử Vân nói. Ta cũng không biết, nếu ngươi cảm thấy tự tin không cần cũng được. Vũ Hạo nở một nụ cười. Sao lại không cần? Cho các ngươi thấy cũng chẳng sao, đã là luận bàn thì cho mọi người nhìn xem ý nghĩ luận bàn. Chỉ mong những đối thủ hôm nay không khiến ta quá thất vọng. Hiên Tử Vân mắt hàm sâu nhìn hắn rồi nói. Chắc chắn, chuẩn bị đi. Vũ Hạo gật đầu, đôi mắt khép lại. Thế nhưng mà ngưng thần tĩnh tâm vận chuyển huyền thiên công, đẩy cơ thể vào trạng thái tốt nhất. Thực tế hắn cũng không nghĩ bản thân đủ khả năng đánh thắng liên tiếp 20 vị hồn đạo sư cấp 6, đặc biệt lại là hồn đạo sư cấp 6 đến từ Minh Đức Đường. Một ngày đánh được 20 trận với họ, muốn chỉ là nằm mơ, trừ phi có thể sử dụng vận mệnh quang liên tục, hơn nữa là dùng cho bản thân tăng vận khí tối đa mới mong có thể. Thế nhưng Hiên Tử Vân vừa nói khiến hắn lại ấp ủ hy vọng. Được phép dùng hồn đạo khí, tình hình lại là khác. Ngoại trừ hồn lực có vẻ kém, nhưng bản thân đã được chính Hiên Tử Vân công nhận là hồn đạo sư cấp 6 cả phương diện chế tạo và sử dụng. Nói một cách khác, về mặt hồn đạo sư, bản thân so ra cũng không kém những cường giả mình được đâu. Có lẽ đây cũng là cơ hội tốt để lần đầu tiên kiểm nghiệm con đường hồn đạo sư cận chiến của mình. Chiến ý mãnh liệt, Vũ Hạo dần trở nên phấn khởi. Thực chiến chính là phương thức kiểm nghiệm thực lực hoàn hảo nhất. Tinh khí thần của hắn trở nên tập trung cực kỳ cao độ. Hiên Tử Vân lên đài chủ tịch hội ý Minh Đức Đường chủ kính Hồng Trần cái gì đó rồi trở lại sàn đấu. Lâm Gia Nghị vẫn là vị chủ trì giải đấu. Giọng nói của hắn vang vang ở trong hồn đạo khí phòng âm. Các vị lão sư, các vị học viên, hôm nay là ngày thứ hai của giải đấu luận bàn giữa chúng ta và học viện Sở Lấy Khắc. Đối thủ vẫn là vị trao đổi sinh đại diện học viện Sở Lấy Khắc thượng đài đấu hồn đại tái lần trước, Hoắc Vũ Hào. Qua lượt đấu ngày hôm qua, thiên chắc mọi người cũng đã thấy rõ, hồn đạo sư và hồn sư có phương thức chiến đấu rất là khác biệt. Hy vọng mọi người có thể nhân dịp này tìm ra vấn đề, tăng cường kinh nghiệm đối chiến giữa hồn sư và hồn đạo sư. Đồng thời cũng hy vọng mọi người có thể nỗ lực phấn đấu, có thể trở nên giống với Vũ Hạo đồng học như vậy, việc viện của mình mà dạng danh vang dội. Hôm nay chúng ta xuất chiến chính là hồn đạo sư cấp 6 Minh Đức Đường. Tổng cộng có 20 vị chuẩn bị chiến đấu, đánh được bao nhiêu trận thì đánh bấy nhiêu trận, đến chiều tối thì chấm dứt. Mong rằng mọi người hết sức tập trung quan sát, học hỏi cho bản thân. Các vị có thể hiểu được chính là sự thành công của giải đấu. Vì tu vi chênh lệch, hôm nay Vũ Hạo được phép dùng hồn đạo khí do hắn chế tạo. Các vị phải xem cho rõ hồn sư kết hợp với hồn đạo khí và vũ hồn thế nào, đặc biệt là những hồn đạo sư hệ thực khống, phải tận tâm chú ý. Được rồi, ta tuyên bố ngày thi đấu thứ hai chính thức được bắt đầu. Vũ Hạo vẫn là tiêu điểm đấu trường, thế nhưng không còn tràn ngập những ánh mắt đối địch muốn ăn tươi nuốt sống hắn như ngày hôm qua nữa. Bất kể thế giới hồn sư hay là hồn đạo sư, đều là thực lực xưng vương. Hắn có thể trong thi đấu thắng liên tiếp 30 trận, hơn nữa đều là chiến thắng vượt sai vượt cấp những hồn đạo sư cấp 5. Hắn đã hoàn toàn chứng minh thực lực bản thân, thực lực vi tôn học viện Nhật Nguyệt cũng không ngoại lệ. Hôm nay những đệ tử học viện Nhật Nguyệt đều muốn xem, đối mặt với hồn đạo sư cấp 6 Minh Đức Đường
thiếu niên đến từ chính học viện sử lệnh khác còn có thể đi bao xa. Hôm nay người đặt cược thêm không ít, thế nhưng rất ít có người đặt vào cửa của Vua Hạo, giống như Vua Hạo cũng không tự tin vậy. Không ai cho rằng hắn đối mặt với hồn đạo sư cấp 6 Minh Đức Đường vẫn có thể tiếp tục chiến thắng nữa, càng không ai tin hắn có thể liên tiếp thắng thêm 20 trận, thế nhưng cũng không phải không có ngoại lệ.